Rồi, kính chào anh em cầu thủ nha. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 9. Shop Hoàng Tiger xin lên một cái lô máy. Này là máy tầm trung, máy tầm từ thấp tới trung cho anh em. Một số máy Trung Quốc em bán rẻ, em sale, em soạn được cái em bán giá tốt cho anh em. Thì anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129 giúp em. Em tên Hoàng. Em ở Sài Gòn. Giờ đầu tiên em xin lên vài cái máy này. Thì cái lô này là lô máy Trung Quốc nha anh em, vẫn xài ok. Thì em bán nguyên cái lô này là 50.000 một con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con này là bán 400k nha anh em. Đây. Đó. 8 con 400k nha anh em. Con này có kia luôn, em bán 400k cho 8 con này nha anh em. $400k bao ship cho anh em luôn. 400k cho anh em nào câu tôm nha. Thì em coi để lát em coi có gì em tặng thêm. Giờ em lên xin mình lên máy nha. Đó, tám con này. Để lát có gì đâu em còn tặng thêm. Thì nguyên một dàn này em sẽ tặng thêm 4 con này nha anh em. 4 con máy này 400k. Đó, nguyên đống này là 400k nè. Đó, nguyên đống 400k nha. Anh em thấy không? Đó, anh em coi cho coi loại nè, là nguyên một đống này 400k nè. Em tặng thêm khoảng chục con máy hơn á. Bây giờ em xin lên cái lô máy này nha. Và mã thứ nhất của em. Mã thứ nhất của em là mã M1, mà một con máy dùng để câu cái này không có dây nha anh em, dây chúng nữa. Cái máy này máy rồi dùng là máy anh em câu bè. Thì đa cái máy này anh em câu ở Phú Quý nha, Phuyên nha. Tại cái máy này để anh em câu bè, câu cá lớn. Máy này ngâm khá là khỏe. Em cũng ghiền Ikeda, bữa giờ chưa có thời gian đi. Thì máy này mã 1 này là máy con máy Daiwa Viking. Dòng ST như 6 mấy ta, 66 thôi coi, ST66 nha, Daiwa Viking 66 nha anh em. Thì máy cũng còn khá đẹp, máy này em bán là 500k nha anh em, máy này em bán 500k, Daiwa Viking 66 thì cho chống luôn. Kế tiếp nữa là một con Ryobi mã M2. Con Ryobi của Tri Master. Dòng này cho anh em quýnh tay phải nha. Anh em coi tay phải thì thích hợp cho anh em quýnh zích nha anh em. Cái này là con ngâm với zích. Gạt đây xả này, zích loại quýnh zích slice zích ở côn đảo điều này kia gần thôi nha anh em. Rồi, con máy này có mã là mã số M2. Thông số là 4.6.1. Cái này là anh em zích ở côn đảo rất ngon nha. Tay phải câu ngâm cũng được. Thông số dây thì nó không ri. Chắc này cũng ít dây nha anh em. Dây 3 em nghĩ là vào được cũng được 200m, 200-300m dây số 3 nha anh em. Bè. Rồi, máy này có mã là mã số M2, nặng 276g, giá 500k. Kế tiếp nữa là một con máy mã M3, một dòng Daiwa Chinu. Dòng này là chuyên cho anh em quýnh cá cháp máy ngang nha anh em, máy mới tinh luôn. Này anh em kết hợp quýnh giò dìa cũng ngon. Máy nè, có con nha anh em. Anh em chơi được máy ngang thì khá ok. Con máy này ta phải mã M3, nặng 137g, giá là 300k nha anh em. Này máy dòng này cho anh em quýnh Ikeda,
cho phải 300k. Kế tiếp nữa là mã số M4 là một con máy lua. Máy lua ngâm, lua rê ngâm rồi nha. Máy cũng còn khá mướt. 5.1 của tem đeo qua 13103BI. Rồi, con máy này có mã là mã số M4 nặng 280g. Giá chỉ 200k thôi cho anh em mới tập chơi nha, ta phải nha anh em. Dùng lua. Kế tiếp nữa là mã số M5 là một con Shimano L 1000S. Cái này thích hợp cho anh em nào câu suối, lua suối nha anh em. Máy ngoại hình có xước sát. Ngoại hình có xước sát nha anh em. Đó. Xài êm mượt nha anh em, không có một tiếng động gì hết. Dòng Daiwa L này cũng khá bền nha anh em. Rồi mã này mã M5 nặng 210g. Giá 700k. Kế tiếp nữa mã M6. M6 là một con Daiwa Exynos ST2000. Máy cũng còn khá đẹp, mướt nha anh em. Có xuất sắc vài điểm. Dòng này thì bền, anh em lua thì bền khỏi chơi, máy cực kỳ êm mượt luôn. Này máy cực kỳ êm mượt. Rồi, mã này là mã số M6 nặng 250g, giá chỉ 450k. Này là thông số dây coi. Máy 2000 thì nè. Ni lông B 2 giờ được 150, 2.5 giờ được, dây số 3 giờ được 100m. BE1.5 giờ được 140m, BE1 giờ được 300m. Kế tiếp nữa là một con Daiwa Roadster rất đẹp nha anh em, máy cứng luôn. Máy này cứng, nhìn cứng cáp luôn. Nhìn rất là cứng cáp, ngon hơn có mấy con đời bây giờ nha anh em. Nhìn quá cứng cáp luôn, size 2000. Này thích hợp cho anh em nào lô rê, máy im mượt, ru. Rồi, mã M7 size 2000 của Daiwa. Cái này có thông số ni lông 2 giờ được 150, 3 giờ được 100m. Cho anh em bún ISO với anh em lua nha. Màn rất đẹp. Rồi, mã M7 nặng 280g, giá chỉ 500k. Tới mã M8. M8 là một con Shimano Holiday, máy rất đẹp nha anh em. Đó. Máy còn tươi sáng rõ. Rồi, con này size 2000. Dây số 2 giờ được 150, dây số 3 giờ được 100. Êm mượt nha anh em. Rồi, cái này mã số M8 nặng 240g, giá 350k. M9 là một mã của máy Daiwa Revolt 2506. Dòng này là dòng máy cũng đời cao nè. Tay quay cổ chỏ nè. Rồi cái này có mã là mã số M9 nặng 250g. Thông số dây BE còn mướt quá. Cái BE này còn ngon lắm nha anh em. BE này để em cho anh em luôn đó. Cái này là dây số BE1 giờ được 110m nha anh em. Máy kỳ em mượt, giá 500k nha, mã N9. Cái mã M10 là một con Daiwa Carbon Pin 800, size cỡ chừng 2000 của Shimano, đuôi chuột. Cần máy rất đẹp nha anh em, máy êm mượt đẹp, đổ tay trái phải. Rồi cái máy này có mã là mã số M10 nặng 250g, dây 2 giờ được 230m, đủ dây 4 giờ được 110m, vô dây khá nhiều nha anh em, size cỡ chừng 2500 của Shimano. Rồi, cái này có mã là mã 10, nặng 250g, giá 380k. Kế tiếp nữa, một con Shimano Enos, máy rất đẹp nha anh em. Này, máy cũng còn khá đẹp, mới tinh. Máy này mới tinh luôn nha anh em. Máy im bực mới tinh luôn. Rồi, Shimano Enos. Mã này là mã số 11. Giảm bớt cho anh em 600 thôi cho anh em chơi. Còn máy mới tình thì bán 600k.
tay quay đau luôn cái mới tinh luôn anh em thấy không, quá đẹp luôn, lung linh luôn. Con này nó mới tinh rồi. Con mã này mã M11 dây 2 nặng 170g, dây 2.5 150g, dây 3 120 hay không, dây 3 130m, xin lỗi anh em nha. Cái này là mã số 11 nặng 280g, Shimano Enos 2500, giá chỉ 600k thôi, mới tinh, máy mới tinh nha anh em. Tới kế tiếp là một con Daiwa Relax mã số 12. Cái này máy rất đẹp nha anh em, màu rất đẹp nè. Con này êm mượt luôn, bao mớ luôn, mới tinh nha anh em nè, khối kim loại đẹp luôn. Rồi mã số 12 nặng 280g, Daiwa Relax, size cả chừng 2, size 2000 của Sim của Daiwa thì tầm chắc cái dòng này cỡ chừng 2500 của Shimano luôn nha. Dây không, số dây đây. Dây 6 liều bèo vào được 0.25 vào được 135m. Dây 0.28 vào được 110mm nha anh em, có ABS. Dây 3 giờ được 100m nha anh em. Máy rất đẹp nha anh em, máy mới keng luôn á. Rồi, mã này là mã số M12 nặng 280g, giá 600k. Kế tiếp nữa M13. M13 là một con Daiwa Relax nữa, 1500Z, máy rất đẹp luôn nha. Cái màu này á là cái màu trắng ngọc trai với anh em ra nắng rất là đẹp. Màu này máy cực kỳ êm mượt luôn, lỗ tay trái phải nhẹ tưng nè. Rồi mã này mã số 13 nè, màu trắng ngọc trai nè anh em. Rồi mã 13 nặng 250g, giá 500k. Đã qua gì lát, 1500, giá 500k. Cái tiếp nữa là một con tournament, hàng tournament cao cấp nè anh em. Cái này size có chừng 5000 của Shimano, máy cực kỳ êm mượt, cốt trợ lực, cỡ máy này đẹp như mới luôn. Cái này cho anh em vừa đáng vừa chơi vừa sưu tầm nha. Đã qua tournament 3500 IT. Anh em. Cốt trợ lực nha, máy rất đẹp. Rồi mã này là mã số 10 mấy, mã số 14. Con máy này size có chừng 5000 của Shimano, này cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Cái máy này đem ra hồ ra ánh nắng á, nó chiếu rất là đẹp, trắng sữa này, trắng này, rất đẹp không trắng. Rồi dây số 6 bật đạn nha anh em, dây số 12 vào được 210, 12 level giờ được 210m. Này, dây 5 giờ được 150m, dây 4 được 200m thì cỡ 5000 của Shimano nha anh em. Máy cực kỳ đẹp luôn. Em mượt. Này anh em chơi ai anh em nào câu lục quấn con máy này cực đẹp luôn. Quấn với cây spin hoặc cây kisu nữa. Máy này nè, vô nó màu trắng á, trắng sữa, nó ánh nó hợp với lại cái cần. Kế tiếp nữa là một con máy Daiwa Emblem nữa, dòng có nông, máy cũng trắng sữa luôn. Dòng này anh em quýnh những cái cây cần màu trắng rất đẹp nha anh em. Dòng này là size, con này là size cỡ Daiwa Long Cat, dây số 6 giờ được 200m, dây 7 giờ được 150m nha anh em. Thì cái này cỡ chừng 8000 của Shimano. Dòng này là có nông, xả nhanh, anh em quýnh lục, quýnh bạc thì máy này cực kỳ hiệu quả nha anh em. Mã M15 nặng 540g, giá 980k, giá khá tốt cho anh em nha. Kế tiếp nữa là một con Daiwa Emblem 5000, size cái chừng 8000 của Shimano, máy cực kỳ đẹp luôn, màu trắng sữa luôn nha anh em. Máy như vậy là khóa mới rồi, mua bên sống nha anh em. Dây số, dây số 7 giờ được 250m, dây số 8 giờ được 200m nha anh em. Nó cước còn rất mới. Thì anh em quýnh lục thì hay bạc ở biển thì xài rất ngon.
Giá máy này là 1 triệu nha, máy mã M16 nặng 580 g, giá là 1 triệu cho anh em cô Lục. Máy cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Kế tiếp nữa là mã M17, là một con Daiwa Sprinter DS size cái chừng 5000 của Shimano. Máy cũng còn khá đẹp, long lanh luôn nha. Cốt như dòng này như cốt chơi lực luôn. Không phải, ôi mở bò còn mới sáng luôn anh em. Anh em thấy cái mở bò trong veo luôn, mới sáng trưng. Máy quá đẹp luôn. Mấy máy này anh em câu sông hồ là cực kỳ bền. Rồi, mã số 17 này còn một con Daiwa SD1300DS size cái chừng 5000 của Shimano. Thích hợp cho anh em câu sông hồ. Mã này là mã số bộ. Máy này là dây số 4 vào được 270 m, dây số 5 vào được 210 m, dây số 6 vào 170 m. Đó, cần máy rất đẹp nha anh em, lung linh. Rồi giá của máy này là 400k nha anh em, 400k. Mã số 17 tới mã số 18. Mã số 18. Ủa, mã số 8 cái này chứ. 8. Mã 18 là một con Olympic Carbon CC 3000 size tầm 6000 của Shimano. Đổi tay trái phải. Máy này có vô dây là dây 4 vô được 320 m nha anh em. Đó. Dây cũng khá lớn, vô dây khá nhiều á. Nha anh em. Rồi, thân carbon nó đỡ bị muối khi mà anh em câu hồ biển đồ, nó đỡ bị muối nha. Máy còn ok. Rồi, mã này mã số mã 18. Nặng 490 g, giá 400k. Tới mã 19. Kiểm tra mà máy có gì là em cho lên đường liền. Rồi. Rồi máy này nè, muốn hư dục bên bên. Cái mã số 20. Mã 20 là một con Daiwa G gì? Shimano Daiwa ta. Shimano, đúng rồi, Shimano GT, GT mấy ngàn đây. GT 4000, Shimano GT 4000 đu chuột cho anh em. Máy cực kỳ êm. Rồi, con máy này êm mượt nha. Máy êm mượt chỉnh quá ok luôn. Giờ thích hợp cho anh em nào quấn sông hồ nha. Size 4000. Cái này mã số là mã M20, nặng 500 g. Này đu đu chuột, chỉnh thắng dưới đây nè. Cái này dòng là Titanos Titanium, trong này là cốt Titan này. Máy này ngon nha anh em. Máy này cực kỳ ngon nha. Rồi cái này có mã là mã số M20, nặng 500 g, giá chỉ 400k thôi. Kế tiếp là mã số 21, là một con Ryobi Carbon 5000 design nó cậu 7, cỡ chừng 6,5 của Shimano nha. 6000 của Shimano. Rồi, máy này cho anh em câu sông hồ nha. Cái này là anh em muốn chơi á thì em bán, em cũng khuyên tháo ra vệ sinh dầu mỡ rồi nha. Cái máy này để nó để lâu thì dầu mỡ nó bị khô nè, anh em thấy không? Nè, nó khô dầu mỡ nè. Thì con máy này chỉ cần tháo ra vệ sinh dầu mỡ là em nói anh em là bao chơi. Còn anh em nếu mà muốn em vệ sinh dầu mỡ thì nói em, thì em lấy công thôi. Giống như là cái máy này bây giờ em bán là mã M21 nặng 530 g, em bán sát không, cái máy này là 380k. Thì nếu mà em vệ sinh dầu mỡ thì cho em xin 70k nữa là 450 nha, làm vệ sinh luôn cho anh em. Đó. Cái tiếp là mã số 22. 22 là con Daiwa Milin 9000. Cái này thích hợp cho anh em nào câu sông hồ nha. Anh em nào câu thể loại cá lớn, đó, Daiwa Milin. Con này thì trâu nha anh em, thì quả hình có xuất sắc, do cái màu sơn của nó khi mà anh em câu thì một thời gian nó sẽ bị chốc sơn, nhưng mà nội công thì rất là thâm hậu nha anh em. Đó, mã này mã số M22, nặng 918 g.
Em bán sát cái này vẫn chơi bình thường nha anh em. Cái này là máy này vẫn chơi bình thường, không có vấn đề gì hết, không bị gì hết nha. Em bán sát là rồi 650k nha anh em, 650k. Cái nồi này không cũng được 300-400 ngàn nè. Đó, em bán sát 650k về cho anh em chơi bình thường nha anh em. 650k quá êm mượt luôn. Họ bán vậy đó. Kế tiếp nữa là mã số 23. 23 của mình là một dòng Daiwa Power QD 4000. Thì cái thông số dây á, thì do cái này là có nông thì Daiwa nó làm form lớn hơn, thì size nếu mà vô dây nó tính theo cái lượng vô dây thì nó bằng 6000 của Shimano là cái lượng vô dây nữa. Nhưng mà nó là có nông thì con máy này nó sẽ được là 2 mô pin nha anh em. 2 mô pin Daiwa QD Made in Thái Lan. Thì con này hồi trước á, ngày lúc mà cách đây 2 năm thì em bán là 4 triệu mấy, 4 triệu 2, 4 triệu 3. Bây giờ nó xuống giá nó còn có 2 triệu 2 mô pin nha anh em. Thì anh em câu lục, anh em mới chơi, anh em chơi lâu câu lục, những con máy này rất là bền nha anh em, khỏe bền. 2 mô pin nè, cốt của nó là không đơn giản luôn anh em. Anh em nhìn bộ nội lực bên trong nè, cốt rất là to nha anh em. Cái này chơi lực rất là ok. Đó, em được, em còn được 2 con thì em bán là 2 triệu một con nha anh em. Đó, 23 và 24. Thì 23 này thì nó còn là cái nồi là 4000, hai nồi 4000. Thì con 24 này là một cái nồi 4000 và nồi 6000 nha anh em. Đó, anh em nào lấy nồi sâu thì lấy con 24. Đó, em giờ chỉ còn đúng rồi, nồi 4000 không nha anh em. Đó, nồi 4000 không. Thì có con 24 là nồi 6000. Giá là 2 triệu một bé. 2 mô pin nha anh em. Kế tiếp nữa là mã số 25. 25 là một con Shimano Eberzak 9000 ES. Đó, dòng này cũng khủng long bổ chúa nè anh em. Cho anh em nào quýnh biển nè. Cái này quýnh là quýnh hàng nặng nha anh em. Rồi, con máy đây Shimano Emblem này 9000 này. Quá ngon luôn, máy. Size 9000 thì nó rơi vào size khoảng mười mấy ngàn của ta. Quá trời cái cốt. Rồi, con máy này em sẽ bán sale được cho anh em luôn. Bán cho trống nha. Rồi, em sẽ bán là 850k. Trước em bán chiều 2 á. 850k. Nha anh em, 850k. Cho anh em nào câu sông hồ biển. Bán sale cũng hết, em sale cho trống nhà. Kế tiếp nữa là một con siêu phẩm nữa. Con này là hàng SS10000 của Daiwa. Thì nó rơi vào size 20000 của người ta nha anh em. Con này là chơi lực, cho anh em nào quýnh cá lớn, bông lau. Đó. Cái máy này máy lực kinh hồn luôn. Có rất đẹp nha, con máy còn rất đẹp. Thì em bán máy này chỉ 1.500k thôi nha anh em. Size 20.000, rất to nha anh em. Cho anh em nào quýnh bông lao, quýnh cá lớn nha. Kế tiếp nữa, nặng cái này. Con máy 26 này nặng 1kg nha anh em. Dây coi nè. Dây số 8 giờ được 200m nha. Dây số 10 giờ được 160m. Dây số 8 to lắm đó nha anh em. Đó. Kế tiếp nữa là mã số 27. 27 là một con mới tinh luôn, Daiwa Titanos 2000. Thì hai con này, con 500, con 600, con này cũng mới tinh luôn, 2000 luôn. Hai con này em bán 1.1 triệu nè. Em sẽ bán lại 800k hai con này. Full hợp 800k nha anh em. Cho anh em nào mới chơi thì tập chơi lâu rồi. Đó, 800k. Đây qua.
em sell hết luôn, 800k. Con này là size đây qua Enos Shimano RD 2000, máy cực kỳ êm mượt nha anh em. Thì còn con này thì size có chừng 5000. Đây qua spin carbon 2000, size cái chừng 5000. Thì hai con này bán 800 bao ship luôn nha anh em. À, cảm ơn anh em cần thủ nhiều, thì em sell cái lô này thì mốt cái đồ kia mốt em sẽ sell nhiều cái đồ giá cũng hợp. Thì anh em cần tư vấn hay là anh em cần giá gì thì báo em, liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129 giúp em. Em cảm ơn anh em cần thủ nhiều.